anh ấy Việt kiều Ý. Bên này áo bên này Ý hả? Tony Lâm. Gương ta giá trên mạng. Bên này là Victor Lâm, bên này Tony Lâm. Sao trùng khớp tên giống giống nhau mà. Mà cái ông đó là ông lớn chị không? Nói nào ngay trong cái giấy tờ giấy khai sinh á. À khai sinh. Anh ấy và chị thì tuổi tác hơi chênh lệch chút đỉnh. Ông già hơn nhiều phải không? Ồ nhưng mà ông giờ sao? Không. Già thì thôi không sao, cái chuyện nó bình thường. Bé hơn chị một chút đỉnh. Chút đỉnh không sao, cần gì hết. Ở đây ngoài thì hai đứa xứng nhau mà bé hơn bao nhiêu tuổi mà chút đỉnh? Thì năm nay là chị được 45 tuổi. Ừ. Còn ảnh á thì cũng đã được 25 tuổi rồi. À. Trời đất ơi, có 20 tuổi à, không có nhiều rồi. Anh người ta có xê sao? 20 tuổi à vậy? 20 thôi tao mới làm dữ vậy. Chừng nào mà tao 45 ảnh mới 1 tuổi thì mới là gọi là xê xích. À. Thằng này là ảnh qua tuổi thành niên rồi. Lúc đó bà là má người ta rồi đó. Nhưng mà nó bậy đó. Ta cao ráo đẹp lắm. Diễn đã. Cao 8m1. 8m1. Đấy. Trời ơi bà. 8m1 là từ đây lên tới cái lầu 7-8 bên kia đó má. Ê, nước ngoài người nước ngoài ta hay nói ngược lại lắm. Anh cao 1m8. 1m81. Trời ơi 1m81 là 8m1. Ê, Tony Lâm cũng 81 luôn. 1m81 luôn. Ý trời. Vậy. Rồi sao đây, gương mặt sao? Nước da ta ảnh ngâm. Nước da ta nói đẹp lắm. Ừ. Râu quay nó. Chị cũng râu quay nó. Ủa, cái râu quay nó luôn. Mà cũng bắt nghe là người Ấn gì đó. Mắt Ấn hả? Đúng mắt rồi. Ôi chung bài trận ba con mắt có đa tình dữ lắm. Ừ. Trời ơi cái miệng cái chim. Ê có hai lỗ đầu tiên. Ừ cái lỗ mũi cao chót vót. Như mũi sữa gì đó. Ê chị nói chồng kép chị đó hả? Ừ. Sao giống kép em quá vậy? Người chắc người giống người. Yeah. Tôi nói hai cái này mà hai bà không ồ vé nữa thôi nè. Trời ơi. Bên này là Việt Kiều áo. Bên này Việt Kiều Ý. Ta làm. Này biết ta làm. Tony Lâm. Tony Lâm. Ồ, hai đứa nó là một đó. Không có lầm lâm gì chân á. Cái thằng Lắm nó sống dưới nè. Cái thằng Lắm là cái thằng mà bạn của em đi em gặp nó hoài. Nó là chuyên gia đi gặp mấy mẹ già mà ngu á, già mà xấu, già mà vẫn ế chảy ra mà không ai dòm á, thấy không? Đói khát tình thương mà đau thương tình cảm đó, là nó gom lợi để nó quen mà nó mô tiền, hiểu không? Em được cái đó bậy đi chưa? Nói trật lắm, không bạn có. Bạn ta chị không có vậy nghe chưa? Có bây giờ có đâu rồi đó không? Có đồng tiền không? Có. Mặt đen? Đó. Răng được trắng? Đó. Màu trái tim? Đó. Đúng không? Đúng. Mà đặc biệt bên này Việt Kiều Út không? Đúng. Áo? Việt Kiều áo. Việt Kiều Út. Ý. Ý. À Ý. Áo Ý. Ý. Thằng đó là người Ấn. Mấy má. Nó đen thòi lùi, nó Ấn Độ á. Nó lai á. Ủa? Thế chẳng lẽ chị giật chồng em? Em thấy nó hôm qua mới chở con mẹ nào mập lùng lùng chạy ngang cầu bông này. Đúng rồi, ngày hôm qua là ảnh nói là ảnh chở mẹ, ảnh đi công chuyện. Ừ. Là bà đó, bà là mẹ nó đó. Hôm qua cái miệng này là bà là mẹ nó đó. Ủa hôm qua? Em chồng thấy rồi nè, hôm bữa đó, là nó chở con mẹ là cao, cái tướng như bà này nè, lại bên cầu kiệu đó. Hôm bữa đúng rồi, hôm bữa chở chị đi mà. Ừ, chị có gặp chị. Thấy không? Ảnh nói là bà ngoại ảnh hả? Bà lên chiếc bà ngoại luôn, bà này mới làm mẹ, bà lên bà ngoại luôn. Trời tôi chúc mừng hai. Ủa? Chị, hai chị đã trở thành sư mẫu. Nói vậy, lầm là lâm. Lâm là lầm, mà hai đứa nó là thằng Lắm á. Chị quen với chồng em được bao lâu rồi? Em quen với bạn trai chị được bao lâu rồi? Lâu lắm rồi, 2 tháng. Đúng, 2 tháng. 2 tháng mà nó quen được hai bà, mỗi bà được con tháng rồi mấy má. Kể từ giờ phút này chị yêu cầu em cắt đứt quan hệ với bạn trai của chị. Tôi cũng yêu cầu bà đừng quan hệ bạn trai tôi nữa. Chị nói nhỏ nhẹ không nghe. Bây giờ mày muốn gì? Nè chị, chuyện tình cảm với nhau chị đừng để anh chị em bạn bè mình xích mích. Bà nội cha mày con mất dạy. Trời đất ơi. Tao bây giờ mày muốn cái gì? Trời ơi. Bây giờ mày nói đại tiếp đi, bây giờ mày muốn cái gì? À mày ra đây, muốn gì ra đây? Ra đây muốn cái gì hả? Vậy mày tả đây là bạn bè mà đụng tới bạn yêu của tao. Khoan. Lùi ra. Nó có cự ly đàng hoàng. Rồi. Chị. Chửi. Bà nói chuyện cho mày nghe. Mày đụng cái người đàn ông của tao là mày chết mày luôn. Chị đi. Đây bà xuống tao không quan trọng. Bây giờ lời nói đó không thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải hành động thôi. Bây giờ trước khi hai chị bước vào cuộc tử sinh chiến. Cuộc chiến sinh tử. À, cuộc chiến sinh tiễn. Một sinh tử chiến. Cuộc chiến sinh tử. Cuộc. Một mất một còn. Đúng rồi. Nói chung là một cuộc sinh chiến tử. Vậy đi. Chúng ta hãy cắt máu ăn thề, uống rượu giao bôi.
Ủa thì ủa, không có tắc máu. Máu đâu mà cắt? Dẻo ta đi. Dẻo đi. Có tắc máu. Máu đâu mà cắt? Dẻo ta đi. Dẻo đi. Ủa, tốt lắm. Và bây giờ án binh bắt đầu một giây. Muốn xin vào quán hủ tiếu mượn vô khí. Bắt đầu. Chúng em luôn. Tao không có sao hết. Mày trông sao mà máu mũi mày chảy? Mày cười tao à? Mày nhìn lại cái bỏ mày có hơn tao không? Bỏ tao sao? Sao nó sưng một cục? Đừng nói gì nữa, đừng nói gì nữa. Không thể chấp nhận được nữa. Chơi tới đi. Xin chân dịch phương này. Xuống. Tao nghĩ tao giữ
tưởng nó. Ủa? Nó đâu? Thì nó đâu? Nó đâu? Nó đâu? Nó kìa!